Rồi quý vị ơi, tiếp theo là bonsai 487, hai cây sam hương 200k bao ship toàn quốc nha quý vị. Quen ship code là chuyển khoản nha. Rồi tôi bán Tết, tôi bán hữu nghị cho quý vị nha. Chứ cái này là 250 lần đó mà bán cho quý vị có 200. Về trà cái chậu này lại nha quý vị. Cái này là cái dĩa của Nhật nha quý vị. Tôi xình bùng không mà tôi đâu có thời gian đâu mà trà rửa đâu. Rồi. Vậy tự trà rửa đi nha quý vị ha. Cái cây này vậy nè. Đó. Đó, cầm con tay khó xây sở. Chứ thôi tôi quay mà sao gõ cho quý vị xem. Rồi đây cây số 1 nha. Rồi cây số 2 đây nè, nằm trong cái chậu giả gỗ nha. Cái chậu giả gỗ ha, cái tượng cái tháp này nha. Tháp này tháp to, tháp bự hơn mấy cái tháp bữa hổm bán nhỏ nhỏ nha. Rồi cái cây luôn ha. Rồi. Hai cái là 200 bao ship nha. Quen ship code lạ phải chuyển tiền trước đó nha quý vị. Rồi xuống luôn nha.